Hello, hello các bạn. Rồi các bạn ơi, hôm nay mình cùng với cô tìm hiểu về câu tường thuật nha. Rồi, cô sẽ mời các bạn đi đến phần nội dung của bài học ngày hôm nay. Thì cô mời các bạn đi tìm hiểu về câu tường thuật dạng câu hỏi yes no nha và một số cái ví dụ. Rồi, cô mời các bạn đi đến câu dạng câu hỏi yes no đối với những cái trợ động từ đầu câu ha, như là chữ have, chữ has hoặc là chữ had. À, rồi cô có công thức nè, have, has và had cộng chủ ngữ cộng cho verb 3ED cộng cho tân ngữ nha. Rồi phía sau mình có chủ ngữ cộng said to hoặc là asked cộng cho tân ngữ. Rồi khi mà mình viết câu tường thuật thì mình sẽ viết xuống nè, chủ ngữ cộng asked cộng cho tân ngữ. Rồi câu hỏi yes no nên các bạn viết giùm cô chữ if hoặc là chữ whether, đừng quên nha. Rồi, chủ ngữ mình sẽ viết xuống lại nè. Rồi, trợ động từ have hoặc là has hoặc là had, các bạn sẽ chuyển nó về chữ had luôn nè. Các bạn sẽ chuyển nó về chữ had giùm cô luôn. Rồi, verb 3ED thì các bạn ghi lại, không có thay đổi gì hết. Rồi, phần phía sau, tân ngữ là gì các bạn ghi lại giúp cô luôn nha. Rồi, cô mời các bạn đi đến câu ví dụ. Rồi, cô có câu ví dụ nè. Have you finished your homework? Miss Jane asked the students. Have you finished your homework? Miss Jane asked the students. Rồi, vậy thì mình sẽ ghi câu tường thuật lại như thế nào nha. Rồi, cô có Miss Jane asked the students, đúng không? Cô sẽ ghi lại cái vế này. Rồi, do câu hỏi yes no thì cô sẽ ghi chữ chữ if ha hoặc là chữ whether vô. Rồi tiếp theo cô có chủ ngữ là you, cô sẽ thay đổi theo the students là do chủ ngữ nên cô sẽ chọn chữ they ha, cô sẽ ghi thành chữ they. Rồi trợ động từ của cô là have, cô sẽ chuyển thành chữ chữ had, được chưa? Rồi động từ finish cô ghi lại bình thường ha, finished. Rồi chữ do này cô cũng sẽ thay đổi theo theo the students. Và vị trí ở đây nó là tính từ sở hữu nên cô sẽ chọn là gì? Chữ there do nó đứng trước danh từ homework, được chưa? Rồi cô sẽ có câu hoàn chỉnh. Miss Jane asked the students if they had finished their homework. Miss Jane asked the students if they had finished their homework. À, cô Jane hỏi những học sinh rằng họ đã làm bài tập về nhà chưa? Được chưa nào? Ok. Rồi cô mời các bạn đến với phần tiếp theo là một số dạng câu hỏi yes no question mà nó có gì? Có modal verbs đứng đầu câu, ví dụ như là will, can, may hoặc là should và một số cái modal verb nữa nha các bạn. Rồi công thức của cô là gì? Modal verb cộng cho chủ ngữ nè, rồi động từ nguyên mẫu và phía sau là tân ngữ. Rồi, chủ ngữ cộng cho said to hoặc là asked cộng cho tân ngữ nha. Rồi, mình viết xuống câu tường thuật. Thì mình sẽ có dạng là gì? Chủ ngữ cộng cho asked cộng cho tân ngữ. Rồi, câu hỏi yes no nên là mình vẫn có chữ if hoặc là whether, được chưa? Rồi, cô có chủ ngữ, mình ghi xuống. Modal verb người ta cho cái gì thì mình ghi lại, nhưng mà các bạn phải thay đổi nha, các bạn phải lùi lùi cái modal verb này lại ha. Rồi, ví dụ như là will thì các bạn sẽ ghi là good, can thành could, đúng không? Rồi riêng may thành might. Nhưng mà riêng cái chữ should này sao? Không có thay đổi nha, ghi lại bình thường. Rồi, động từ nguyên mẫu của cô thì vẫn viết lại động từ nguyên mẫu luôn tại vì nó đứng sau modal verb. Rồi, thông tin tân ngữ còn lại là gì thì các bạn sẽ ghi lại cho cô. Rồi, hồi nãy cô cũng có nói ha, các bạn hãy nhớ là khi mà mình thay đổi cái modal verb thì cái chữ should này nó sẽ không thay đổi, được chưa? Rồi, cô có ví dụ cho các bạn. Can the ducks fly? My son asked me. Can the ducks fly? My son asked me. Rồi, các bạn ghi lại câu tường thuật nè. My son asked me. Mình ghi lại bình thường, không thay đổi nha. Rồi, câu hỏi yes no thì có chữ if hoặc là whether. Được chưa?
Rồi, the ducks là chủ ngữ thì cô ghi xuống lại, được chưa? Rồi, modal verb của cô là chữ can thì cô sẽ ghi xuống và cô thay đổi thành chữ could, đúng không? Rồi, và động từ fly của cô thì cô ghi lại fly bình thường ha, tại vì nó đứng sau modal verb. Rồi, cô có gì? My son asked me if the ducks could fly. My son asked me if the ducks could fly. À, con trai hỏi tôi rằng những con vịt có thể bay được hay không? Được chưa? Rồi, tiếp một cái ví dụ nữa nha các bạn. Should I bring sunscreen? Sarah asked me. Should I bring sunscreen? Sarah asked me. Rồi. Câu tường thuật của cô là gì nè? Sarah asked me. Cô viết lại bình thường ha. Rồi, chữ if là câu hỏi yes no question nên phải có nó ha. Rồi, chủ ngữ của cô có là chữ gì đây? Chữ I, đúng không? Cô sẽ thay đổi theo tân ngữ me, mà ở đây vị trí của nó là đại từ, đúng không? Là chủ ngữ nên cô sẽ chọn đại từ she. Rồi, cô mời các bạn đến với một cái ví dụ nữa nha. Cô có should I bring sunscreen? Sarah asked me. Should I bring sunscreen? Sarah asked me. Rồi, cô viết lại câu tường thuật nè. Sarah asked me, cô ghi lại bình thường ha. Câu hỏi yes no nên cô thêm chữ if hoặc là whether vào. Rồi, chủ ngữ của cô là I, đúng không? Cô sẽ chuyển đổi theo Sarah. Thì Sarah là cô gái nên cô sẽ chọn đại từ là she. Ok. Rồi, cô có modal verb là should, đúng không? Thì should cô ghi lại should luôn, không có thay đổi. Rồi, động từ bring cô ghi lại bình thường ha. Sunscreen ghi lại, được chưa? Rồi, cô có câu tường thuật. Sarah asked me if she should bring sunscreen. Sarah asked me if she should bring sunscreen. À, Sarah hỏi tôi rằng cô ấy có nên mang theo kem chống nắng hay không? Được chưa? Rồi. Rồi, một dạng câu hỏi nữa, nó bắt đầu bằng chữ must ha. Nó cái này đặc biệt nên là cô sẽ dạy riêng cho các bạn để các bạn dễ hiểu và các bạn nắm bài hơn nha. Rồi, cô có công thức must cộng cho chủ ngữ nè, và phía sau nó sẽ là động từ nguyên mẫu và cộng thêm cái phần tân ngữ. Rồi, cô có chủ ngữ cộng subject to hoặc là chữ asked cộng cho tân ngữ. Rồi, các bạn ghi xuống câu tường thuật nè các bạn. Chủ ngữ cộng cho asked cộng tân ngữ. Rồi, câu hỏi yes no nên các bạn ghi cho cô chữ if hoặc là chữ whether nha. Rồi, chủ ngữ cô viết xuống, được chưa? Rồi, đặc biệt các bạn nhớ giùm cô nè, khi modal verb nó là chữ must, đúng không? Thì các bạn phải viết nó thành chữ have to. Thay đổi nha, must chuyển thành have to, được chưa? Rồi, động từ nguyên mẫu mình vẫn ghi lại bình thường. Rồi, tân ngữ thông tin có cái gì mình cứ việc ghi lại giùm cô ha. Công thức này các bạn lưu ý cho cô là gì? Must thì các bạn sẽ đổi thành have to. Rồi, cô mời các bạn đi đến câu ví dụ. Rồi, cô có nè. Must Anna get up early tomorrow? My mother asked me. Must Anna get up early tomorrow? My mother asked me. Rồi, bây giờ mình sẽ viết lại câu tường thuật nè. My mother asked me. Rồi, if Anna, chủ ngữ ha, must đổi thành gì? Have to, nhớ nha. Rồi, cô có get up early, cô ghi lại ha. Rồi, tomorrow, trạng từ chỉ thời gian, phải chuyển đổi thành the next day. Rồi, cô có my mother asked me if Anna had to get up early the next day. My mother asked me if Anna had to get up early the next day. Ok. Mẹ tôi hỏi tôi rằng Anna có phải dậy sớm vào ngày mai không? Được chưa? Ok. Rồi, cô mời các bạn đến với dạng yes no question với have to các bạn nha. Cô có công thức là gì?
do, does hoặc là did cộng chủ ngữ cộng have to cộng cho động từ nguyên mẫu và tân ngữ. À, cô có chủ ngữ cộng said to hoặc là asked cộng cho tân ngữ. Rồi mình sẽ ghi lại câu tường thuật. Chủ ngữ nè cộng asked cộng cho tân ngữ. Rồi câu hỏi yes no nên các bạn đừng quên chữ if hoặc là chữ whether nha. Rồi các bạn để ý cho cô nè, do, does và did trong trường hợp này các bạn không ghi lại mà các bạn bỏ đi nha. Rồi tiếp theo chủ ngữ này thì các bạn sẽ ghi lại. Rồi have to thì các bạn sẽ thay đổi, chuyển đổi thành cho cô là chữ gì? Had to, nhớ nha. Have to chuyển thành had to, được chưa? Rồi động từ nguyên mẫu thì mình cứ việc ghi lại, được chưa? Tân ngữ là gì? Ghi lại luôn, ok chưa? Rồi cô mời các bạn đi đến phần ví dụ. Rồi cô có nè, do I have to finish my report today? Max asked me. Do I have to finish my report today? Max asked me. Được chưa? Rồi các bạn ghi lại câu tường thuật giúp cô nha. Rồi đầu tiên là gì? Max asked me if, đúng không? Rồi chữ do này mình bỏ đi nè. Rồi, ai thì sao? Mình sẽ chuyển đổi theo chủ ngữ là Max, đúng không? Ở đây vị trí nó là chủ ngữ là đại từ, dùng đại từ he cho cô nha. Rồi, tiếp theo chữ have to thì các bạn sẽ chuyển thành had to, nhớ nha. Rồi, finish động từ bình thường, ha, động từ nguyên mẫu mình sẽ ghi lại nha. Rồi, my thì mình sẽ chuyển đổi theo gì? Theo Max luôn, được chưa? Và vị trí ở đây nó là tính từ sở hữu do đứng trước danh từ report nên cô chọn là chữ his, được chưa? Rồi, cô có trạng từ chỉ thời gian là today thì cô sẽ chuyển thành that day, được chưa? Rồi, câu hoàn chỉnh của cô, Max asked me if he had to finish his report that day. Max asked me if he had to finish his report that day. Ok. Max hỏi tôi rằng anh ấy phải hoàn tất báo cáo của mình trong hôm nay, đúng không? Được chưa nào? Ok. Rồi các bạn ơi, ví dụ này cũng đã kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay rồi. Cô rất cảm ơn sự cố gắng của các bạn. Nếu trong quá trình học các bạn có những thắc mắc gì thì các bạn hãy cứ liên hệ đến trung tâm thông qua những thông tin trên màn hình này nha. Còn bây giờ thì cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.